nghĩ về người phụ nữ, người yêu thương mọi người xung quanh nhất. Là phụ nữ thật tuyệt, cô ấy luôn quan tâm chăm sóc những người thân yêu với tất cả tấm lòng. Phụ nữ thấu hiểu rằng không có sự quan tâm nào là thường, dù là nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, với cô ấy cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ cô ấy từ bỏ. Người phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì để giúp những người có yêu thương được hạnh phúc. Và nếu ngày nào đó cô ấy ước mơ được làm đẹp, hãy ủng hộ cô ấy. Bởi vì phụ nữ xứng đáng được như vậy.